Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Ô tô Bình Thuận. Thì hôm nay Tiến sẽ quay clip ngắn cho các bạn được xem cái dòng xe Ranger SLT Limited phiên bản 2021 mới màu đỏ. Màu đỏ lần đầu tiên xuất hiện tại Bình Thuận Phát mình và cũng là lô xe đầu tiên lắp ráp tại Việt Nam. Thì cái dòng xe Ranger SLT phiên bản 2021 này vào đầu năm 2021 thì vẫn còn được nhập khẩu tại Thái Lan. Nhưng mà bắt đầu vào từ tháng 5, tháng 6 thì tại Việt Nam mình đã có cái dây chuyền lắp ráp ở trong nước và chính thức dòng xe bán tải bán chạy số 1 tại Việt Nam mình sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương. Thì phía trước đầu xe là ngoại hình của chiếc Ranger Limited rất là dễ dàng nhận biết. Đây là phần mặt ga lăng với những cái đường thẳng mạ chrome rất là sang trọng và đẳng cấp. Trung tâm vẫn là logo Ford màu xanh rất là đẹp. Hai bên hông là cụm đèn pha cốt cho ánh sáng trắng và đèn led ban ngày tự động bật sáng ngày đêm luôn nha các bạn quý khách. Thì đối với cái dòng bán tải Ranger SLT này sử dụng động cơ 2.0 máy dầu cho công suất 180 mã lực, hệ thống dẫn động hai cầu nha quý khách, cầu trước và cầu sau luôn. Hệ thống dẫn động cầu điện tử chỉ cần sử dụng bằng nút thôi thì quý khách hàng có thể dễ dàng chuyển từ chế độ cầu trước sang cầu sau và bật luôn cái khóa vi sai. Đây, quý khách hàng vừa thấy cái bộ đèn được chiếu sáng, ánh sáng rất là đẹp và rất là sáng. Cái điểm đặc biệt trên dòng xe này đó chính là hệ thống cảm biến ánh sáng. Khi mà ban đêm chúng ta đi đường thì cái bộ đèn này nó sẽ tự động bật sáng cho quý khách, không cần phải dùng nút bấm hoặc là nút vặn, chỉ cần bật sang chế độ auto thì cái hệ thống đèn nó sẽ tự điều chỉnh và bật sáng. Đối với dòng xe bán tải, tất cả các phiên bản thì có hệ thống gầm rất là cao, hơn 20cm và cho khả năng lội nước lên đến gần 1m. Đây là một ưu điểm đặc biệt trong dòng xe bán tải, phân khúc bán tải của Ford tại Việt Nam mình. Ít có đối thủ nào có khả năng làm được. Cái màu sắc của cái dòng Ranger SLT này thì rất là đẹp và có sự thay đổi so với phiên bản cũ, thì cái màu nó sẽ hơi đậm hơn, nhưng mà phiên bản mới lần này nó sẽ hơi ngả về màu hồng. Quý khách hàng rất là dễ phân biệt cái màu đỏ của phiên bản 2021 nhập khẩu Thái Lan nó sẽ rất là đậm, đỏ đậm, còn cái màu này nó sẽ có ánh hồng, đỏ ánh hồng, nhưng mà khi ra ngoài nắng thì nó sẽ bắt màu hơn, còn ở trong mát thì nó hơi màu nó hơi mềm một chút xíu. Đây là hệ thống phần cốp phía sau. Kích thước tổng thể của con bán tải này nó lên đến 5m3 nha quý khách, 5m3, một con số rất là dài. Nếu quý khách nào á mà mình có tay lái hơi yếu thì đi cái dòng này trong phố thì sẽ hơi khó để mà chúng ta quay đầu hoặc là đổ xe, bởi vì cái chiều dài của nó hơn cái chiều dài của những con xe 4 chỗ tới gần 1m. Nhưng mà đây cũng là một cái ưu điểm để chúng ta có thể chở được hàng hóa, tất cả những cái thứ thiết yếu ở trên xe, do cái phần cốp phía sau, phần thùng sau rất là rộng rãi. Rồi chúng ta sẽ cùng khám phá một chút xíu về cái nội thất ở bên trong cái dòng Ranger SLT này. Đây là hệ thống trang bị nội thất bên trong của SLT Limited. Thì cái điểm đặc biệt nhất của dòng xe này đó chính là cái hệ thống ghế. Ghế nó bằng ghế da nguyên bản
Và cái phần trần xe này nó sẽ có màu sáng của màu kem, không có như phiên bản quay trắc. Thì cái phiên bản này cái màu nó sẽ dễ dàng cho khách hàng thích cái một cái màu sáng khi chúng ta ngồi bên trong, tạo cái không gian nó rộng rãi hơn. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái tẩu sạc 12V, và bên đây chúng ta sẽ có một cái phần để đựng bộ đồ nghề, đó là con đội tay quay để giúp chúng ta tháo mở bánh dự phòng cho quý khách. Cái nút này là cái nút cảm biến chìa khóa, khi mà chúng ta sử dụng chìa khóa thông minh thì nó sẽ tự động mở cửa và khóa cửa. Rồi bên trong đây, đây là khoang nội thất của SWT, thì nó vẫn sử dụng cái hệ thống màn hình 8 inch Sync 3.4 điều khiển bằng giọng nói, kết nối với điện thoại Apple CarPlay, hệ thống Android Auto đều được hết. Phần cần số sử dụng hộp số tự động 10 cấp và có số thể thao. Còn đây là hệ thống khóa đài cầu và khóa vi sai cầu ở đây, chống trơn trượt và hỗ trợ đổ đèo luôn. Ở trên vô lăng thì chúng ta sẽ có những cái nút giới hạn tốc độ và ga tự động, lim và cruise control, gạt nước tự động, gạt mưa tự động, rất là đầy đủ. Phiên bản này phải nói là gần như là đầy đủ của một chiếc bán tải, từ dòng XL cho tới dòng Range Rover Trax thì SWT có thể nói là phiên bản cũng khá là full option rồi. Và phần tài chính của cái chiếc xe này thì nó có giá là khoảng 799 triệu và lăn bánh tầm 860 triệu. Một cái mức giá rất là ưu đãi và đặc biệt trong các phân khúc bán tải của Ford tại Việt Nam. Rồi, xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi cái video này. Hãy giúp Tiến like video và đăng ký kênh để Tiến có thể ra thêm nhiều video clip hay hơn nữa. Xin cảm ơn quý khách hàng rất nhiều.